Lời Phật dạy Giàu sang phú quý tự đến với ai tu được ba việc này Lời Phật dạy Muốn giàu có và phúc lớn Chỉ cần cả đời tu được ba điều dưới đây thôi sẽ đủ Trong cuộc sống Vì những lợi ích dù lớn hay nhỏ Còn người ta sẵn sàng từ bỏ luân lý Đạo nghĩa để chiếm lấy, giành giật Xã hội luôn tồn tại người này, người khác Không một ai có thể dung hòa cả thế giới này một khi tất cả thuận theo ý mình, lòng kiêu ngạo lại nổi lên. Vì vậy, tại sao mình lại không thuận theo ý của người khác? Còn người vì sự cố chấp, chấp chặt như vậy, cho nên phiền não và khổ đau lâu dài. một Độ lượng Làm theo lời Đức Phật, hãy bỏ đi mưu cầu tư lợi, cuộc sống sẽ tư đẹp biết bao. Thời còn tại thế, Đức Phật khuyên hàng môn đệ không nên giận dữ, bất mãn, thù hận, nếu có ai đó nói xấu Ngài, cũng như giáo Pháp, giáo hội do Ngài sáng lập. Đức Phật dạy, nếu các con giận dữ, bất mãn hay không vui lòng, chẳng những các con tự đặt mình vào chỗ nguy hiểm, có thể mất cả nền tảng đạo đức tinh thần mà các con còn không thể xét đoán đúng mức lời chỉ trích có giá trị hay không. Cũng như người kia ngửa mặt phong nước giải lên trời, nước giải không hẳn làm bẩn trời mà chỉ trời xuống người ấy. Đúng như vậy, con người sống ở trên đời, không cần thiết việc gì cũng phải quá minh bạch, rõ ràng, bởi nước trồng quá thì không có cá, còn người thành cao quá thì không ai chơi. Khi bạn tranh giành với người nhà, tình thân sẽ rạn nứt, tranh giành với người yêu, tình yêu sẽ phai nhạt, tranh giành với bạn bè, tình nghĩa sẽ tan vỡ, tranh giành là lý trí, nhưng thua lại là tình cảm. Tổn thương vẫn là chính mình, đen là đen mà trắng là trắng, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Buông bỏ sự cố chấp của bản thân, làm người độ lượng, làm việc không so đo sẽ thắng cả cuộc đời. Thêm một chút hòa nhã, một chút dịu dàng, cuộc sống sẽ tràn ngập ánh nắng mặt trời. Hai, buông bỏ. Buông bỏ là một nghệ thuật và là một sự thực tập rất cần thiết để chúng ta cởi trói những ràng buộc của thân tâm để trả lại cho ta sự tự do đích thực hãy nhìn sâu vào những điều kiện mà ta nghĩ là cần thiết cho hạnh phúc của ta và xét xem chúng có thật sự đem lại niềm an lạc và hạnh phúc cho ta hay không hay chúng đang hủy hoại ta trói buộc ta đang giam hãm ta trong ngục tối của phiền muộn lo âu và sợ hãi nhận ra được những sợi dây đang trói buộc mình rồi thì ta phải đủ can đảm để quyết tâm dứt lìa và tháo tùng những xiên xích ấy đi. Ta thường chủ quan với những cái gai rất nhỏ, có thể chỉ là một lời nói không dễ thương của một ai đó, hay một cái nhìn thiếu bao dung, hay những phụng về lầm lỗi của người thương cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhưng ta đã ghim nó vào sâu trong tâm thức ta hàng tuần, hàng tháng. Hãy bắt đầu từ những cái gai nhỏ nhỏ đó. Đừng biến mình thành người khó khăn khổ đau ấy, thân thể ta ngày một gầy guộc, tâm hồn ta ngày một nặng nề và bế tắc cũng đi từ những cái gai rất nhỏ mà có thể ta đã nghĩ chúng chẳng bao giờ có khả năng ràng buộc được ta. Đôi khi ta cũng phải biết buông bỏ bớt công việc, buông bỏ bớt những tính toán lo toan, những dự án, kế hoạch, những suy nghĩ miên man hay những tri kiến của mình về người này người kia, càng buông được bao nhiêu thì cái không gian khoáng đẹp trong lòng ta càng trọng lớn thanh thang bấy nhiêu. Buông bỏ để nhìn mọi người bằng cặp mắt mới. Có như thế thì lòng ta mới khỏe nhẹ an vui, tâm ta mới bao la rộng mở và ta sẽ cho người kia cơ hội để chuyển hóa. Buông được thì tự do có mặt tức thì. ba Nhân tâm Đừng coi sự lương thiện của người khác là mềm yếu, bởi đó là một loại độ lượng Đừng xem sự khoan dung của người ta là nhu nhược, bởi đó là một kiểu từ bi. Người tâm tính tốt không dễ nổi nóng, nhưng không có nghĩa là họ không biết tức giận. Người lãnh đạm chỉ giả vờ hồ đồ, nhưng không có nghĩa là họ nhìn không thấu. Tình cảm không thể qua loa đại khái, nhân tâm không thể đem ra chơi đùa, duyên phận không thể phung phí bừa bãi, lấy tình đổi tình mới có được tình yêu thật sự yêu thương bình đẳng mới có được tình cảm chân chính. Quý vị thân mến, có những điều nếu khư khư ôm lấy trong lòng chỉ khiến bạn thèm phiền muộn, đau khổ mà thôi. Hãy cùng lắng nghe lời Phật dạy, 10 điều đáng buông bỏ nhất để cuộc đời an nhàn, phú quý. Người xưa có câu, cầm lên được, hạ xuống được. Có những điều học được cách buông bỏ là tự cho mình cơ hội để được sống hạnh phúc, thấy cuộc đời ý nghĩa để chọn đời hưởng an nhàn phú quý hạnh phúc của đời người được xây dựng trên nền tảng bình an và tự tại hạnh phúc là ước mơ mà cả đời con người hướng đến thế nhưng càng lăn lộn càng tranh đấu để có được hạnh phúc thì hạnh phúc càng xa tầm tay con người có rất nhiều người giàu sang đạt được những gì mình mong muốn nhưng vẫn không cảm nhận được hạnh phúc bởi họ luôn gặp phải căng thẳng đấu tranh để giữ vững những gì mà mình đang có. Sân si càng nhiều thì lòng người càng không tịnh. Vì thế, có những thứ nhất định phải buông thì cuộc đời mới an nhàn phú quý. Buông bỏ oán giận. Oán giận sẽ làm giảm nhân cách, làm giảm nhiệt huyết và tiêu diệt ý chí của con người. Đời người sẽ không phải lúc nào cũng thuận bườm xuôi gió, có bầu trời trong xanh, cũng sẽ có bầu trời u ám đầy mây có thuận cảnh, cũng có nghịch cảnh. Bất kể điều gì không hài lòng thì đều là một loại khảo nghiệm, thử thách, một cách tôi luyện. Oán giận không thể giải quyết được vấn đề, chỉ làm tăng thêm phiền não mà thôi. Thay vì oán giận, chi bằng hãy thay đổi, buông bỏ quá khứ. Chúng ta biết điều đó là rất khó khăn, đặc biệt là khi quá khứ dường như tốn hơn nhiều so với hiện tại và tương lai lại có vẻ đáng sợ thế nhưng hãy suy nghĩ hiện tại là tất cả những gì mà bạn có và nó chỉ tồn tại duy nhất một lần bạn mơ ước khao khát quá khứ trong khi bỏ qua hiện tại của chính mình bạn hãy ý thức được mọi việc mình đang làm và hãy tận hưởng cuộc sống bởi vì cuộc sống là một hành trình mà không phải là một điểm đến sẽ rất tốt nếu bạn có một tầm nhìn rõ ràng về tương lai và bạn chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó nhưng luôn luôn hãy là chính mình ở đây và ngay bây giờ buông bỏ lo âu thường nhật đây chính là một trong những lý do ngăn cản bạn chạm tay vào hạnh phúc buông bỏ tự ngã phạm là những người luôn lấy mình làm trung tâm thì là người ích kỷ những điều họ muốn đều là vì bản thân họ không bận tâm đến cảm nhận của những người khác họ luôn cảm thấy bản thân mình là đúng không muốn nghe người khác góp ý hãy buông bỏ tự ngã, buông bỏ tư thái, đứng vào vị trí của người khác, hoán đổi suy nghĩ, bạn sẽ nhận thấy rằng tâm của bạn càng ngày càng lớn, con đường đời càng ngày càng trọng mở. Buông bỏ vì sống theo mong đợi người khác. Nhiều người sống cuộc sống của mình theo những gì người khác nghĩ là tốt nhất cho họ, mà bỏ qua những mong muốn thật sự của bản thân. Họ cố gắng sống theo sự mong đợi của người khác, chỉ để làm hài lòng những người này họ tự đánh mất bản thân mình và cũng không kiểm soát được cuộc sống của mình. bạn có một cuộc đời, bạn phải sống cuộc đời của mình. đừng để cho những ý kiến của người khác lôi kéo bạn khỏi đường đời của mình. buông bỏ đố kỵ, ghen ghét. đố kỵ ghen ghét là một loại độc dược có thể khiến con người đánh mất bản tâm của mình, thậm chí dùng con người đến chỗ chết. chứng kiến người khác sống tốt, thì liền nghĩ xem họ sống tốt được đến lúc nào. Nhìn thấy người khác xuất sắc thì ở đằng sau nói xấu, thậm chí âm thầm hãm hại. Đố kỵ sẽ gặm nhắm dần bản tính của một người, khiến người đó trong đầu tràn ngập ác niệm, trong nội tâm không an định. Người khác cũng thời khắc đề phòng, lánh xa. Kỳ thực mỗi người đều có con đường của riêng mình, không cần phải ghen ghét đố kỵ, cũng không cần phải ao ước thèm muốn được như họ cố gắng làm tốt bổn phận của mình, thì những gì nên được có sẽ có. Buông bỏ sợ hãi vô hình. Loại bỏ cảm giác sợ hãi những thứ vô hình như kiểu sợ tai nạn giao thông, sợ những sự cố khi đi chơi xa. Hãy bỏ hết đi những ý nghĩ ấy là thực sự sống một cách tự do, duy ý chí. Buông bỏ dục vọng, tham niệm. Con người thường sẽ có rất nhiều dục vọng, tham niệm, tham của cải tiền tài, hàm mê sắc dục, cái đẹp, hàm hưởng thụ. Thậm chí ngày nay, người ta còn mong muốn được nhận nhiều của cải phi nghĩa, khiến đạo đức ngày càng tiêu vong. Người có nhiều tham niệm thì trong lòng sẽ bất an. Người xưa nói, tầm túc tắc vật thường hữu dư, tầm tham tắc vật thường bất túc. Chỉ khi biết đủ thì con người mới sống được hạnh phúc, mới cảm nhận được vẻ đẹp của vạn vật trong cuộc đời buông bỏ so sánh trong tâm loại bỏ đi suy nghĩ những người khác luôn hạnh phúc hơn giàu có hơn thành đạt hơn bạn mỗi người có một lối đi riêng không việc gì bạn phải so sánh mình với những người không cùng chí hướng buông bỏ tiêu cực người có tư tưởng bi quan thì tinh thần sẽ sa sút nhìn vấn đề sẽ luôn nhìn thấy mặt không tốt nghĩ sự việc gì cũng nghĩ đến mặt không thành công thường tự cảm thấy bản thân không bằng người khác người xưa có câu rằng ông trời sinh ra ai thì người đó tất sẽ có hữu dụng mỗi người đều có ưu điểm nổi trội của riêng mình phát huy ưu điểm của bản thân thật sự đặt tâm vào làm những việc mình có khả năng sau một thời gian sẽ có thể thành công